thân ta là sen, bình tâm buông bỏ đi luyến ái. Dù thắm buồn lấm lem, sự gió mà ngủ yên, hoa tàn hoa cứ rơi, hoa nào hay. Nguyện kiếp sau thân ta là sen, để quên đi chuyện trắng gió kia, được kế cận sớm hôm, được Đức Phật thuyết kinh, bao trầm tư biến tan không phiền lo. Nguyện mai sau hóa thân hóa sen, vì tổ duyên có sao luôn bẻ bàng vậy. Từ hữu ý đến vô tình, người sẽ tổn thương ta, thì tội chi luyến lưu nợ duyên ấy. Nguyện mai sau hóa thân hóa sen, khỏi trầm luân ơi, chuộc lấy những muôn phiền, là những nỗi u hoài, là được hay mất xuôi theo tự nhiên. Nguyện kiếp sau thân ta là sen, để quên đi chuyện trắng gió kia, được kế cận sớm hôm, được Đức Phật thuyết kinh, bao trầm tư biến tan không phiền lo. Nguyện mai sau hóa thân hóa sen, vì tổ duyên bằng với. Từ hữu ý đến vô tình, người sẽ tổn thương ta, thì tội chi luyến lưu nợ duyên ấy. Nguyện mai sau hóa thân hóa sen, khỏi trầm luân đắng cay đau khổ cùng cực, khỏi chuộc lấy những muôn phiền, là những nỗi u hoài, là được hay mất xuôi theo tự nhiên. Nguyện mai sau hóa thân hóa sen, vì tổ duyên có sao luôn bẻ bàng vậy. Từ hữu ý đến vô tình, người sẽ tổn thương ta, thì tội chi luyến lưu nợ duyên ấy. Trầm luân đắng cay đau khổ cùng cực, khỏi chuộc lấy những muôn phiền, là những nỗi u hoài, là được hay mất xuôi theo tự nhiên. Khỏi chuộc lấy những muôn phiền, là những nỗi u hoài, là được hay mất xuôi theo tự nhiên. Thiền định như nhánh hoa trong lòng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.